Ôi, một xíu luôn. Anh nhấn thẻ em, nhấn thẻ em Facebook đi. Phải kết bạn đúng không? Thằng bên mình uống bia, bên kia thầy uống là bọn hồng, bọn uống là bọn bê rồi đó, mà nước gì nè. Hôm nay chúng ta sẽ gặp những bạn 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 ở đâu ha? Là em ở Bắc Giang. Bắc Giang hôm nay chúng ta sẽ đi bạn hết với lúc đấy. Ở vậy là chúng ta hết voi ở Bắc Giang. Hết voi ở đây. Chào tất cả mọi người. À. Ở tỉnh nào? Cùng tỉnh luôn. À, bạn này ở Huế. Ở đây cũng ở gần nhà Tân Vinh Lốc, cách có 3 cây số. 3 cây số thôi. Vậy chúng ta hạnh phúc quá rồi. Thầy ngồi đây luôn nha, lấy cốc đây. Thôi, những và ấy đậu rồi cũng học qua bên đấy ngồi cho hết đi. Dạ. Nhưng mà bên đây cũng bây giờ bệnh sao được. Đây không bây giờ. Đây, thầy đưa cái đầu thầy qua đây ngồi ăn luôn. Không, chặt lắm. Chặt đó. Ngồi chứ không bây giờ sao, không bây giờ sao được. Thôi, gặp hót coi vậy là vui rồi, mình quay cảnh gì nữa không? Nè quay cái mặt anh chàng này nữa nè, mày quay hết chứ. Đây sáu mũi rồi. Thợ làm tóc. Thợ làm tóc. Vâng. À, vậy hiện tại em quan là thợ làm tóc đấy. Vậy hả? À. Biết cái chân mày không? Cái chân mày con cái cho. Nè cái làm. Nó có lưng mũi xuống mũi lên không? Thôi. Đó đẹp quá. Ờ, mình phải có quyền làm đẹp chứ. À, đó chân mày có làm không? Có. Mày có muốn sửa cơ là cơ thể này cho cơ thể à? Dạ đấy à. Được không? Được rồi, chân mày là đủ rồi. Nắng mũi rồi nó quýnh vô cái là nó sẹp luôn. Sẹp sao được đâu. Tối tối hot Facebook với YouTube luôn. Thấy tên là gì nhỉ? Thích Tâm Phúc, bấm lên Thích Tâm Phúc. À mà nhiều người nó để nhiều quạt chùa. Con có biết thầy thích Tâm Nguyên đấy. Đó một lần ở chùa Pháp Hóc Môn. Thầy hồi xưa là chỉ có ở đầu đó học. À. Sao thầy làm chùa Củ Chi? Củ Chi à? Giờ thầy chưa đủ tiền tỷ nên nó bốc. Thầy giỏi lắm. Thích Tâm Nguyên đấy. Không, chưa anh học thành tài đâu. Thích Tâm Nguyên là thầy vậy? À, mình đang học à. Nó tóm gọn thì thầy Phương thì nói vậy thôi chứ còn ai cũng trong đó ai cũng giàu. À, nhưng mà nó tóm gọn thầy nào lên mạng nhiều thì họ biết, còn mấy thầy kia ta không thích lên mạng. Chứ còn như mấy người giỏi nữa nhưng mà ta không thích lên mạng. Như thầy đâu thích mạng tại cái nhóm này cứ tối ngày. Mình lên mạng chỉ là giải trí thôi mà. Họ biết rồi mà. Nhưng mà thầy đâu thích đâu mà nó ham. À, tối ngày cứ bóc thầy, nó hung nó hết. Thầy mà cũng lên mạng. Đọc thầy cái nó muốn liếm vậy nè. Hôm nay rất là hân hạnh được gặp thầy ở đây. Được Bắc Giang, Bắc Giang, Bắc Giang. Quá khen. Con thì đi đâu ai người ta quý con. Ở đâu vậy sao con người con nó sống rất tiềm năng. Đi đâu ai quý. Đó. Đó, chúng ta có duyên lớn chưa bữa nay gặp được mấy bạn này đó. Đúng rồi. Vào trong này làm ăn trong này. Ngày đẹp trời thầy đã gặp được mấy phát coi ở thành phố Hồ Chí Minh. Này chúng ta có nè. Có anh làm tóc gần đây ha? Dạ. Vâng, em có mấy cơ sở tóc trong Sài Gòn. Dạ. Lớn. Có cả không? Dạ. Rồi thầy cả hay chưa? Số điện thoại luôn. À, đọc cho. Không đọc cho. Thầy phải đâu? Phải Zalo đi. Zalo hả? Ở những tin gì là. Thầy đọc số điện thoại có bò không gửi sao? 877. 8992. Thầy bữa nào qua bữa nó tóc được không thầy? Cột đầu thôi nhặt cột đầu cắt sâu. Sửa mặt đó. Bây giờ cái chân mày. Cái chân mày. Bây giờ anh Tùng có thể giới thiệu số điện thoại Zalo qua cái kênh số điện thoại của em à. Mấy bạn bạn Tùng có người yêu chưa nhỉ? Em chưa. À, chưa có người yêu thì mấy bạn gái, nếu bạn gái nào chưa có người yêu thì lên phường 10. Phường 10 để gặp bạn Tùng qua số bên mình có hai cơ sở nhá, một bên quận 10 và một bên quận 5, đường Nguyễn Trãi, quận 5 và 71A Tô Hiến Thành. Phường 13, quận 10. Và bạn gái, mấy bạn gái xinh đẹp thì có thể lấy số điện thoại Zalo của bạn Tùng và mời bạn Tùng đặt số Zalo, số điện thoại Zalo để mấy bạn gái Zalo. 0356 88 83 85. Rồi mời bạn gái, như các bạn gái xinh đẹp nhớ nghe bạn coi Tùng đọc số điện thoại rồi nhé. Để có ai coi nha, ý là
bấm vô Zalo thầy. Zalo thầy ạ. Còn Zalo thầy đọc đi. 0 9 6 8 7 7 8 9 2 2. Đấy, chùa Hoàng Pháp Trung không? Không gửi yêu cầu luôn. Rồi vậy nhắn tin lát nữa thầy về. Đi ra đi Tùng Anh ở đây nha. Rất là hạnh được gặp thầy đây. Giống như chương trình MTV. Bạn thầy có lấy số của Zalo của thầy không? Nó cũng hay là dạ còn biết lắm á. Tại vì phải làm tin chung với nhau. Lấy tiền xăng không có tiền. Vậy à, tình cờ hay là cơ duyên được gặp thầy ở đây. Chúc thầy luôn luôn một sức khỏe để phục vụ cho các khoa coi. Phục vụ cho là sống luôn. Thành công mọi lĩnh vực phật thầy đấy là người nổi. Còn đây trái tính gì bạn này tên gì? Bạn này tên là trường quê Bắc Giang, gần nhà bạn Tân Mê Lốc đấy, cách có 2 cây số. Em bảo làm sao quá lên hàng lắm á, cái phần 12 luôn, mua chiếc xe du lịch luôn. Ôi, dùng quê mà chợ mua đồ cứ giữ cho mẹ xài. ngon chịu thầy ơi, hôm nay gặp được hot boy rồi, thầy cũng nói chuyện gì với hot boy không thầy? Với bạn này chưa thấy mặt bạn này nè, chưa thấy bạn này ta chạy qua đây thấy này mà không thấy mặt mũi đâu. Thấy à, hay chưa, đẹp không? Đó, đẹp đẹp. Thầy nó nói vài câu với mấy anh hot boy này đó thầy. Thầy giờ mình gặp nhau có duyên mà. Đúng rồi, là diễn viên rồi, gặp nhau rồi. Đấy là một cái cơ số để mà bình thường mà hẹn gặp nhau chắc không có, thầy bận lắm. Không phải không? Thầy bữa nó rảnh. Thôi anh có không? Dạ vâng. Rồi hẳn lấy xe bên đây nè. Dạ, ok. Em ba mình uống là gặp nha. Gặp nhau còn nhiều thấy thân mặt hơn. Đó là thầy cái chỗ kia, thầy còn chỗ kia đây. Rồi, ui. Đó giờ trời ơi, nghe cái mùi chiến đấu ấy sợ sót ruột luôn. Đó có một bụng này hay nó không có. Bò cụm này giờ mình thấy nó vàng còn hơn bia nữa. Thấy không? Đúng rồi. Giờ bia cái màu bia có lợi không? Nè bò cụm nè các bạn. Nó vàng còn hơn bia. Bò cụm muốn uống bia. Uống bia vừa sai vừa sẽ có bộ bụng đâu có sẽ đâu còn hấp dẫn thức trắng đêm ta đây thức tròn đêm nay chứ ai đến cũng tròn đêm nay đâu uống bộ bụng đến thức tròn đêm nay nhớ thương em có hãy nhớ thương các con thương các con dạ. Chú này chủ quán này nha cả nhà. Đúng hôm nay thầy ghé có bốn không có thêm gì bốn mẹ ra bữa riêng cho mấy đệ tử mẹ luôn. To rồi có tôm, ăn tôm ăn gì ta, có cóc nữa nè, cho gì ốc luôn đi. Đỡ lâu lâu đệ tử mà bốn đứa nó hùng lại cái hôi. Không thầy mới nó ăn ngon mà thầy ăn no rồi, ép thầy ăn nữa thầy cũng ăn. Thầy kêu chủ yếu là chưa ra cho mấy đệ tử ăn. Cho đệ tử ăn ốc nhá. Ăn ốc đi. Ăn ốc cho đệ tử uống bia luôn à. Nhịp cũng lớn không ngồi cho uống bia, đệ tử thầy cho uống bia luôn. Uống bia luôn rồi lại cho bạn lên. Nơi đây ăn món gì thầy cho chúng ta hôm nay ăn lẩu cua. Cua này là hải sản, đặc sản. Chúng ta hưởng những khúc những cái lẩu cua đặc sản Hải Phòng đó thầy. Của tỉnh Hải Phòng, ở thành phố Hải Phòng. Thì hôm nay anh Phúc có đại đức Phúc có duyên lớn đến với nhà hàng nhà hàng cua lẩu cua của thành phố Hải Phòng của cái chú Phật tử này dễ thương thôi còn trẻ cũng là hot boy. Bây giờ lớn lên có con rồi, chắc chắn con cũng có coi luôn. thầy còn cái điểm này đặc biệt, thánh con quay chú và thầy cái gì đây thì bánh đa bánh đà đặc bánh đa đặc sản đặc sản tại thành phố Hải Phòng, bánh đa Hải Phòng rồi với đậu cua. Đây là chủ ngõ hồi xưa đẹp lắm á, hot boy mà giờ do là giờ lớn tuổi rồi. Có mấy đứa con này, mấy đứa con này cô ba nữa, ba nè, họ
được mấy chai? Ba thằng con trai. U ba ăn chai luôn. Ở nào chơi gặp thầy nha. Vâng. Đó đây này, hót môi cha để là ba hót con này ngon hơn nữa, đẹp hơn, ăn học cao hơn. Đúng không? Hồi xưa cha mẹ không có học tới nơi chốn, giờ đẻ ra con mấy đứa học còn cao hơn. Đó, hai phòng, thầy đệ tử hai phòng đông lắm á. Dạ. Thầy về là nó lo phải ăn, lo uống ra trong phòng chính phủ là lúc nào thầy cũng mời mấy dân hai phòng đại chơi vậy. Họ phục vụ cho thầy luôn thấy không? Quán chủ quán phục vụ cho thầy. Mấy mốt thầy chọc cho thành phố Hải Dương, Hải Phòng, Đắk Lắk, Gia Lai, An Giang, Kiên Giang rồi gì kia bằng gì học cái kia gì Giang Tân, Hậu Giang cái gì An Giang cái gì không phải Bắc Giang. Okay, chúng ta muốn đi ở Bắc Giang có đặc sản gì chúng ta đi Bắc Giang kiếm. Thầy mình đã... Tùng ơi, Tùng bữa nào đi Bắc Giang bữa ấy. Bắc Giang à? Có món món gì nè đặc sản? Đúng rồi, bữa nào mình tổ chức đi chiến đi. Anh thuê một cái xe, cái xe mà mấy chỗ đi chơi. Sức to khổng lồ. Thầy có lấy máy bay, thầy có máy bay để được. Sức to khổng lồ.